báo cáo với anh em là tôi bị lạc vào rừng VinFast. Đây này, xe tôi để ở đây, nhà tôi ra đây cái, đây một con nhá. À, đấy, tham độ sáng tí. Đấy, một em VinFast này, một góc này xem nào. Đây, đây một anh nữa. Tôi ra đây tôi bấm luôn vào ông xe này. Thế tại vì tôi nhớ tôi để đoạn này ra đây thì lạc vào vừa rừng VinFast luôn. Hai nhá. Đấy, xong rồi mình lại tưởng là mình để ở đây. Thế bảo chết tôi bấm mãi mở không mở được cửa. Thế ra đây, lại một ông nữa. Bấm vào cũng đếch phải xe mình. Kinh thật ý. Đây này, thì hóa ra là xe mình ở đây cơ. À, đây mới là xe mình này. Đây chắc chắn là xe mình rồi. Bấm cái xe nào. Bấm ngay đi mở này. Đấy. Đấy, ok, đây xe mình ở đây. Đấy không? Ôi giời ơi là giời ơi. Đúng không? Quanh đây có 1 mét vuông mà đến 4 cái xe VinFast rồi. Trời ạ. Kinh khủng chưa? Đó, thế thì anh em yên tâm nhá. Cứ thế mà mua nhá. 1 mét vuông là có 4 cái xe VinFast rồi nhá. Toàn lắc SA thôi, tại vì lắc SA được. Nó bán được nhiều quá. Giờ ra đường giờ cứ nhàn nhản VinFast thôi. Đấy nha, cho nên anh em cứ yên tâm mà mua nhá. Bọn tôi ở khu nhà tôi là cứ lắm. Anh em mà đắn đo VinFast thì khỏi cần phải lan tăn nữa, nhiều người mua lắm rồi. Đấy nha. Không sợ chết đâu. Xin chào. Anh em nhớ subscribe nhé, tại vì tôi chuyên đưa xe về xe VinFast nhiều lắm, tại vì tôi đi xe VinFast mà. Cho nên là nếu mà anh em nào mà mua xe, có ý định mua xe VinFast thì phải subscribe kênh của tôi để có cái gì chê thì tôi chê. Và có gì khen thì khen. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.